Vậy là chắc bố cô chưa chết thì chắc hôm qua con về. Soi 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 đây à, để anh khóa xe phát em không? Tết nhất đến nơi là sợ người ta nhảy đồ lắm. Cất hết găng tay mũ bị ta đó. Em Trọng xin chào các bác nhé. Hiện tại thì em Trọng đang có mặt tại bên dưới nhà em Vân và bên kia là nhà em Say rồi. Hôm nay đi qua đây thì cũng có thấy em Say mở điện ấy, thì em Trọng cũng đặt vé sang nhà em Say một tí. Lúc đấy là em Trọng cũng có gọi điện thoại cho em Say, là em Say bảo là có cả bé Nô nữa, cậu bé mà 11 tuổi mà đã đi Sài Gòn rồi các bác nhé. À, bây giờ là cũng có nhiều bác video trước ấy, thì cũng có nhiều bác comment ý kiến mà là em Trọng tìm hiểu sâu hơn và có những câu hỏi về hoàn cảnh gia đình của nhà bé Nô một chút để các mạnh thường quân theo dõi được. Đấy, hôm nay là một buổi tối tiết trời cực kỳ lạnh, anh em mình vừa mới từ nhà A Tủa Điếc trở về đấy, thì là tiện đường thì vào đây là thăm nhà bé Say luôn, và vườn hai con thì đi ngủ rồi. Và thông qua video này thì chắc cũng có nhiều bác không có đặt câu hỏi cho anh em mình là tại sao mà Vân lại không ra ngủ nhà bé Say để trông nhà cùng bé Say. Thực tế là các bác cũng có thể biết rồi, nhà Vân thì cũng có dê này, có bò này, thì là có gà nữa, thì là thế nên là bây giờ cận Tết rồi thì là không thể nào mà sang ngủ nhà bé Say được, chỉ có trường hợp mà đặc biệt là chỉ có sang ngồi chơi uống nước một lúc xong là lại về nhà thôi, tại vì là nhà còn bò với dê nữa, và bé Hà với bé Dây nữa, bé Dây thì hay khóc nữa, thế nên là em Vân cũng không thể nào mà sang ngủ cùng được. Đấy, đấy là những lý do như vậy. Và mục đích chính của ngày hôm nay thì anh em cũng em Trọng cũng muốn đến nhà bé Say và mục sở thị hoàn cảnh của bé Nô cho các bác cùng biết nhé. Tại sao em bé 11 tuổi thì đã phải đi xuống tận Sài Gòn làm rồi, và hoàn cảnh gia đình như thế nào các bác nhé. Và một trong những mà kiểu như là đi làm lâu năm ấy về thì là giọng nói và khẩu hình nói âm nó cũng gọi là na ná giống người miền Nam các bạn. Đấy, và em Trọng xin mời các bác cùng em Trọng đi theo vào nhà em Say nhé. Hôm nay là tại sao em Trọng lại không mua bất cứ một đồ gì vào nhà em Say, thì em Trọng cũng đã gọi điện thoại cho em Say bảo là Say Say có cần mua gì không, hay là mua nước hay là mua bánh gì không để anh mà mua cho, nhưng mà Say bảo là thì bây giờ nhà có quả rồi anh không mua gì đâu, nên chắc là cũng có coca rồi, thì em Trọng bảo là xin một cho anh xin một cốc nước, một chén nước sôi nhé. Đấy, em Trọng nói thế. Rồi bây giờ hiện tại là đã làm cận Tết rồi, thế nên là anh em mình sẽ là nếu mà thấy điện nhà bé Say có mở hay là thấy nhà em Vân còn sáng còn sớm, anh em mình sẽ đặt cái và chia sẻ cho các bác cũng biết nhá. Em bé Say thì anh em mình sẽ quan tâm nhiều hơn so với những hoàn cảnh khác, tại vì là bé còn chưa đủ 18 tuổi và ngôi nhà hiện tại đang vẫn là chưa bàn giao cho hai bé đâu, chỉ là vẫn đang trong quá trình giám sát mà đợi đến lúc nào 18 tuổi đi, phòng tránh những trường hợp mà như là bố đến đòi cướp nhà kiểu thế, thì là anh em mình hay là bác Say vẫn đứng ra bảo vệ được ngôi nhà cho bé Say và bé Súa các bác nhá. Đấy. Sao có mấy hai anh em à? Ôi giời ơi. Anh bảo này, hôm nào mượn dao anh Vân với phát phát cái bụi tre đi một tí nhá. Em có à? Thì ban lúc nào mà sáng thì phát đi một tí nhá. Bây giờ tối anh không nói nữa, tối sợ rắn rết các kiểu nữa nhá. Thì là Anh phát đi nhá. Ui ôi, sao nó để nó đâm vào mái tôn hết thế? Ôi giời. Thế phát đi một chút nhá, Say nhá. Nhà mình tuyệt đối là không được để rộng rạp quá nhá. Chào em bé nhá. Ừ. Gọi là anh được rồi, chú già quá. Hôm nay lại ngủ với anh Say à, làm bạn anh Say đúng không, Say làm anh chứ đúng không nhỉ. Cho anh ngồi đây, đây phát nhá. Tủ lạnh các kiểu bây giờ vẫn là còn thức ăn chứ à, còn cam không Hoàng trước mua cho còn không, nói anh bảo là đang định cam quả thì em của em hứa à, cam của em tự mua đúng không, nếu mà có cần mà anh mua thì cho thì bảo nhé, tại vì là còn còn một ít tiền ấy, thì là anh cũng muốn trích ra cho bọn em là mua cái sắm Tết kiểu tao còn cắt không
Không cắt được, có số số cần tiền tiền đi không? Tiền Có, số bảo là đến Tết số phải tiền. tiền đi cho nó ngắn bớt bớt một tí đúng không? Đó. Không mái nó rộng quá. Hôm trước em Trọng cũng có quay video ấy, thì là cũng có nhiều bác hỏi thăm đến bé bé Nô đúng không? Đúng không? Bây giờ là nói tiếng Mông là có kiểu như là có nghe được nhiều không? Có mà, nó À. tiếng Mông đều như em nữa. À Tiếng Mông thì như nhau, năm tiếng Mông mà. anh Chỉ là tiếng Kinh thôi. anh sợ đi làm Sài Gòn nói tiếng Sài Gòn nó khác. Là nó tiếng Kinh với khách. À, luôn có nhiều bác quan tâm đến bé Nô ấy thì anh em mình cũng sẽ hôm nay là có mặt bé ở đây thì anh em cũng tạt bé lên là một sở thị nhà cửa cũng như là hoàn cảnh gia đình cho các bác cũng biết nhá. Đấy, ông mời say với lại Nô nước nhá. Họ 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 đây, anh cảm ơn nhá. Họ họ đây hay là uống uống nước đấy. Miền Nam gọi đấy là nói nào? Uống nước. Uống nước. Mẹ bé uống nước nhá. Ừ. Cô ca là bà xinh đúng không? Từ ngày mà các anh lên đây thăm mà anh quyết rồi anh lên thăm có ai lên thăm không? Có anh nào nữa? Anh Quyết À. nói anh Tuấn. À có cái Tuấn à? À có hai anh lên thăm. Nhưng mà anh bảo là em lấy giẻ lau đi lau cái pin năng mặt trời chưa, lau chưa đấy? Ui rồi. Em chưa không để ý. Mượn mượn ấy đi, mượn thang đi, mượn mượn thang của anh Vân đấy không ạ? Chú bảo gì như này này Không có, không có em bảo là em đi chặt hai cây tre để làm cái mang về trên này. à? Thế không được, nhưng mà đi mượn chú súng kia, chú súng có Em đi làm xong thì em mang về trên này để trên này. à, Như thế thì thế chặt cây lên trên này làm trên này. là làm sao em có thang hay là hôm nào đấy bọn anh sẽ giúp em lau cái tấm pin đi một tí nhá, không thì nó thu điện ít quá, không thì sáng thế Nếu nào. là họ về mượn thì mình cũng có họ mượn. Không, chắc là chú xanh này có đấy, là chú xanh chủ đất phải có. Bây giờ nước không còn không? Ở trên test Hôm nay anh gần với em vừa đi sửa xong. đây. Ngày mai thì em cho về Tết của anh. À, nghe tối nay là ưu tiên nhà của anh Vân là cho giặt quần áo cho hà dây trước đúng không? Không làm gì. Mấy ngày trước là nước không không nước à, hay nước không về được. Đây đúng không? Nó nghĩa Ngày là mình mai phải đi về sửa đúng đúng không? không? Ngày Đi mai sửa. còn đi kéo cà chê về. Ui rồi. Đi kéo cà chê về làm cái cục. À là cái cột để dựng dựng nó lên đúng Wow. Hôm không? nay làm được ba cục. Hôm nay ai giúp làm đấy? Anh Tuấn với em. Thế không không ai nữa, anh Tuấn đâu? Anh Tuấn là giúp chứ. Anh Tuấn về thăm một tí. Anh Tuấn sợ đi rồi. Anh Tuấn là sợ đi rồi à? Thế mai thế nào? Mai anh biết là anh đi đâu được. Nhưng mà mai anh đi ở nhà anh Tú biết thì gọi nhé, gọi anh nhé, anh sẽ giúp nhé. Tại vì hôm nay là anh em mình cũng có. Ngày mai em còn đi mua cái ống của em ai kéo à, của kéo đi lên trên kia rồi. Trên đường đúng không? Nghĩa là họ không lấy được cái gì, người ta chỉ Lấy kéo. rồi, lấy đi rồi, Đấy là gì? lấy đi làm cái ống ấy. Người ăn trộm mà hay như nào? Em không thấy anh làm bởi như thế em mà cứ việc bọn nó lấy bọn nó em tự nhiên. À, tuy nhiên là người ta lấy ống nước của mình đúng không? Ôi rồi ôi, nhà ra nhiều chuyện đấy. Thế mai là đi mua. Mai đi mua về xong là dựng cột lên để cho nó lên lên trên đường đi, không ở dưới đất nữa. Người ta Anh xe đi kiểu cán qua đúng không? sáu sáu cục cà chê À, dựng 6 cột lên, nhiều đấy. Nhưng mà cái tre là đi mua hay là ai nhà cho? Em bác có, anh Vân cũng đi kéo về đúng không? Lấy cây tầm này mà, có chén này nhỉ? tôi đấy À, to hơn nữa, 6 cây, ui, làm hai chuyến nhỉ? tôi bảo thế này Làm một hai, chén được mà 6 cây được không? thì để 2 giờ không có xem nữa. À, thế là đi chậm chậm mới nhá. Không thì bé Nô này đi pa 39 nhỉ? Không phải ngại anh đâu nhá, anh cũng là anh là người giấy đâu, không phải người kinh đâu đấy, nên là em cứ nói chuyện bình thường với anh thôi, thả lô mũ cũng được mà thả từ từ thôi, thả chuột chuồng mà tôi lo mà chỉ mua chỉ đấy, mà là anh em mình cũng mới hỏi thăm về tình hình xung quanh về của em say, và bây giờ thì em Trọng sẽ hỏi về chi tiết về gia đình hoàn cảnh của em Nô nhé. Nô là nhà là có mấy anh em mà Nô? Là có ba anh em. Bây giờ là bố mất rồi đúng không?
Thế là lúc mà bố có những lúc bác không nghe được, anh khen biết một tí nhé, cứ nói chuyện tự nhiên nhé, không phải ngại nữa Ừ. nhé. Thế bây giờ là có hai anh chị em là ở với mẹ đúng không, Ừ. bố là mất rồi. Bây giờ thực tế là em bé Nô là đã được 12 tuổi đúng không? 12 tuổi, nghĩa là đi làm Sài Gòn là được 1 năm rồi. Là thế nghĩa là lúc mình 11 tuổi mình lại đi làm đúng không? Ừ. Lúc mình đi làm kia là ai rủ mình đi, đi cùng? Anh mình đi cùng ai hay là ai mình tự đi? Nhiều. Đông người cùng đi à? Vâng. À, nhưng mà em mà sao em bé khi người ta nhận? Người ta kêu, người Người... ta gọi được điện thoại tới. À, người ta gọi điện thoại em đó mà. Vâng. Chính xác là em đi bạn em đi giữa Sài Gòn là em làm những công việc như nào? Là Kiểu như mai. là may à? Vâng. À, bên đấy là người ta tính theo là làm theo giờ hay làm theo ngày ấy? Là theo ngày. À, hiểu, một ngày là người ta trả tiền luôn hay là người ta tính Chưa. à, tháng à? Theo tháng đúng không? Không phải theo năm. Theo năm á? Vâng. Úi, 1 năm là hát tóc Có chí chỗ là bao tiền? 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu người ta có cho hết Không không? biết. Lúc 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 mình về người ta cho em hết tiền không? Không, cho có 400 mà. 400 á? Vâng. Nghĩa Sau khi là về thì họ mới lấy. à, thế bây giờ đã lấy về chưa? Mấy ngày nữa mới tới. Mấy ngày nữa mới tới à? Ui rồi, anh đã đang lo là em, nghĩa là có người người trong gia đình mình cầm về cho đúng không? Hay là Không phải. nghĩa là cái chú mà gọi mình đi là chú ấy cầm cho mình đúng không? Ừ. À, là cầm về cho. Đấy là anh em trong xóm của mình à? Hay là Không phải, ở Đắk Lắk. ui rồi. Sao lại sao là người ở Đắk Lắk lại về tận Yên Minh Hà Giang thế này? Chú bảo là chú ấy cầm về cho Chú đấy cần phải cho cần nhiều người. à? Là còn nhiều người đúng không? Vâng. Bây giờ là lúc mà đội em đi kia là tất cả mọi người được được về hết rồi đúng không? Chưa còn còn sáu mấy đứa nữa chưa về. 6 mấy người nữa chưa về. Ui Chỉ rồi. là bố bố còn lâu chết thì luôn mới về. À, bố còn nô chết là nô, em nô về trước à, chưa đợi được để lấy tiền thế nên là sẽ về trước, còn những người còn lại mà theo em nô đi làm ấy thì là sẽ là về sau, là làm đủ 1 năm 15 Ừ. triệu đúng không? À, lúc về là người ta có trả tiền xe cho mình không hay mình tự trả? À, Người ta trả. người ta trả tiền xe thế cho mình à? Ừ, xong đó. Thế bây giờ bố mất như thế là có nghĩa là bây giờ là gia đình của em là bây giờ là chỉ có với mẹ thôi đúng không? Yeah. Là bố vừa mất. Có ông ngoại một bên trong nhà chi sẽ tao có chào lắm. Nhà chi sẽ có tôi mà nó tập lâu rồi. Bị lửa đốt À, nghĩa là ông lại bị lửa đốt này. bị lửa đốt một chân rồi, bị đốt ở dưới đây, Ui bị rồi. đốt Là cái ngón này, hay rượu hay như nào ăn mà ăn không biết. là bây giờ là gia đình là của em Nô là đi làm ở 11 tuổi đã đi làm ở Sài Gòn rồi thì là đã là bố mất đã, bây giờ còn lại hai anh em và Nô nữa là ba đấy, thì lại là có mỗi mẹ thôi. Mẹ là ở nhà thế à hay là mẹ làm gì không ạ? Em Mẹ ở nhà thôi. nhà nhà là mình có xe máy hay là có điều kiện gì dư giả không hay là nhà mình cũng bình thường thôi Không có gì. không có gì là. Bây giờ bố bố mất như thế thì tiền có tiền ăn Tết chưa? Một tiền là chia chúng Chờ tiền của cô. À, nghĩa là bây giờ là cả nhà đang đợi tiền của Ngô về đúng Vâng. không? À, bây giờ cái anh mà cầm tiền của tất cả mọi người là hẹn là bao giờ đến? Mai mốt Lại mai mốt không 21 không rồi. Hả? Mày ngỏ rồi. Mày gửi rồi.
Bóng này cẳng cháu ra chết lỗ này. Cứ bảo ngày mai thôi, Nói ngày mai. mà hôm nào không biết. Anh ấy có gọi điện thoại được không, hay là người ta chỉ hứa hẹn như thế thôi? Có gọi được thật được. Em Trọng thì đang lo là các có mình bé đấy. Này thì em bé còn quá nhỏ, thế nên là sợ là bị lừa thôi. Bây giờ em nói thẳng lên nhé, bây giờ em có sợ bị lừa không? Lừa để người ta mất 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 tiền của mình ấy, lúc mình đi là mình không có giấy tờ gì hết Sợ. đấy. Nhưng tức nghĩa là bây giờ là cả xóm kia là có mình em về rồi, hay là tất cả mọi người đều về? Có một người em bè. Một mình em về thôi, còn sáu mấy đứa sáu sáu mấy người kia là chưa về đúng Chưa. không? Thế sao em bé này người ta nhận em đi làm nhỉ? Anh Thì đang Trọng còn áo thì 11 tuổi, 10 tuổi cũng đưa đi mà. đi xuống dưới đấy là khoảng người ta sẽ dạy mình khoảng mấy tháng, Một tháng. dạy 1 tháng để mình biết làm đúng Chưa. không? Người mà bé bé như em thì người ta sẽ đi cho làm may à, làm biết là may nhưng mà không bảo là may là khâu khâu cái chỗ nào trong áo Cái cái vai. à, khâu cái vai à? Chưa. Rồi. Thanh niên này cũng đi đúng không, Không đi. Vừa về thôi. vừa về á? Nhưng Ừ. mà có được nhiều không, Dạ. có được tiền không em, Dạ có. được mấy trăm hay là mấy triệu? Mười mấy triệu, Mấy triệu à? 1 năm là được 15 triệu à? Hay nào? 20. À, của em này là 20 triệu, em nuôi là 15 triệu đúng không? Ừ. Nhưng mà là lệ đã cầm được tiền của mình chưa, hay là Dạ mình có. à, cũng mới nô này là đang đợi đúng không? Ôi giời, với xuống dưới miền Nam đúng là Bây giờ Trung Quốc không mời thì đi Việt Nam đi. đi Đi xa một tí nhiều, nhỉ. đi nhiều lắm người đi Việt Nam. À, bây giờ là đa số là đi xuống dưới miền Nam Sài Gòn này, ta làm thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Hai À, người này đây. cùng xuống Sài Gòn mà Sài Gòn à. thì chỉ là mỗi người có mỗi người đi làm Một nơi. Thế là em thế nghĩa là nếu mà bố mà không không mất thì nô cũng không về đâu nhỉ. vâng. À, mình là đi làm là tròn 1 năm đúng không? Trong 1 năm bố chết rồi mới về thôi, không là không không về. Nếu mà có dự tính là bao giờ mình về, hay là như nào là mình về không, hay là mình chỉ làm ở đấy là mình được ăn, là mình được trả tiền thôi, mình không về nữa như nào? Nó về à, nó kêu mười người ta vừa mới về, tại chắc bố con chưa chết thì chắc hôm qua con về, hôm qua về. Nghĩa là xin về đúng không? Vâng. Thế đợt này là định là sau khi mà bố mất được 2 3 tuần là mình lại đi tiếp, hay là mình qua Tết mình mới đi, hay là mình không đi nữa? Không đi nữa, đi học. À, đi học đúng không? Vâng. Em bé bây giờ vào học là muộn quá rồi, bây giờ ta vào học học kỳ Bây 2 rồi giờ đúng vào học thì học từ lớp 6 nha. không? Lớp 6 đúng không? Bây giờ bé như thế này về học lớp 6 cô bảo là chưa đủ tuổi mấy ấy. À, chưa được tuổi Lúc trước một con lớn kia học lớp 10 xong về thì cùng anh của em học một lớp mà. mà. À, nghĩa là đúp đúng Wow. không? Học 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 muộn. Thế là quyết định là từ bỏ Sài Gòn mà về đây để học đi học đúng không? Ừ. Nghe giọng khác quá các bạn. Giọng miền Nam. Anh em mình giọng miền Nó Bắc thôi. bảo là lúc nghe thi thi lớp 6 này thi kiểu mù thì sợ là không được điểm nhưng mới đi làm. À, nhưng mà đi chồng 1 năm rồi thì bây giờ là nô này, anh bảo này, bây giờ là không mình không đi học kiểu nửa vời nên mình cũng không nhận đâu. Ít nhất là mình phải học đến lớp 9 về lớp 10. Ý của anh là bây giờ là học thì phải học từ kỳ 1 đi thì người ta mới nhận, bây giờ sang người ta học sang kỳ 2 thì sợ người ta không nhận thôi đấy. Có giáo kinh nhận là mấy học sinh ấy Mình sinh không không thích ừ, đi đúng mấy học sinh không thi môn không không? À, thế là nô quyết định là từ bỏ Sài Gòn để về Yên Ninh đấy đúng không? ừ. Về Yên Ninh Hà Giang để đi học đấy. Thanh niên này có đi học không? Ừ. Học hết lớp 4 bọn học đi làm rồi. Bộ Hà Giang à, rồi. Thế thì số tiền 20 triệu đấy mang về cho mẹ bố mẹ hết à? Dạ, mang về cho bố mẹ.
Còn nô là còn chưa được. Chưa được. Ôi giời. Nhưng mà em nhỏ bé nhỏ nhỏ tuổi này, anh hỏi thật, em đi xuống dưới kia người ta có phát, người ta mắng, người ta có chửi Chữ không? À, người ta không không đánh nó gì. không đánh chữ À, người ta chửi không? Với lại là theo em Trọng biết thì bây giờ mà mình xuống mình làm không được việc, người ta sẽ chắc chắn là người ta sẽ chửi rồi. Em bảo là trình độ học thức không có, bằng cấp không, tay nghề cũng không, xuống người ta phải đào tạo nữa thì có một bà ấy còn 20 tuổi lấy chồng đưa 2 con rồi đi làm một công ty không lấy ấy. là Không biết làm không không biết làm đấy. chuyện đi sang công ty bên kia, công ty bên kia bảo là không biết làm chuyện chuyện lấy về nhà. Lại về nhà cũng hết Ừ. hết tiền ăn là về thôi. Nhưng mà bây giờ em ở đây này là đã được tiền rồi, các bác được tiền về rồi. Còn mỗi mình là em nô thì hiện tại đang là có một ông chủ gọi là gọi tất cả mọi người đi làm ấy, thì là đang đợi tiền, bảo mai mốt đúng không, mai mốt là anh đưa về cho. Ừ. Đấy, thế nên là bây giờ là ở nhà thì có giường ngủ Có. không? Anh lo là đi làm lâu thế bộ. Cho anh dành giường ngủ hết rồi cũng không có chỗ ngủ, hay ngủ anh say, bạn anh say say nhá, say anh nhắc với em nhé, em làm gì em phải học học hết rồi em mới làm gì làm nhé, tại vì là bây giờ Em bảo là nó có đi học không, nó bảo là nó không đi rồi. Em bảo là cứ đi học, đi học. Học ít nhất là phải học hết lớp 9 và lớp 10 thì nó có bằng lớp 9. thì người ta mới nhận đúng không, lương đi mình cũng sẽ khác Lúc mà. nào họ đã bảo là học hết lớp 9 mới đi thi được bằng C. Đấy, tại vì học học hết lớp 9 thì mới biết chữ, biết chữ thì mới có thể hiểu luật được. Đấy, mà là có những bác mà kiểu như lớn tuổi trong xóm có bằng lái xe mà thực tế ra đèn xanh đèn đỏ không biết nhìn nữa mà đúng Lúc ghê không? anh của em vợ của anh của em ấy đi thi bằng C thì ông Năm bảo là mày đi một người mày điều 2 người là một người, bảo là điều 3 người thế này thì nó kia rồi. Ông Đấy bảo là đi đèn đỏ có dừng là đèn xanh có dừng không, bảo là đèn đỏ không dừng đèn xanh nó dừng thế này đấy bảo đấy là là sự khác biệt giữa đi học và không học đấy các bạn ạ. Nên là bé Nô là từ bỏ Sài Gòn mà về tiếp tục là đi học, bây giờ là quyết định là không đi nữa đúng không Nô? Đừng đi nữa nhá, đi bây giờ đi xuống dưới kia mà tiền này được ở đấy nhưng mà đồng lương nó quá là rẻ đi, nói chung là không thể nào mà không, nó chẳng là bây thanh niên này chỉ có là tuổi ăn tuổi chơi và tuổi đi học thôi, nhưng mà bây giờ bắt đi làm này, bỏ học để đi, mày quyết định là không không đi được đúng không? không nên nữa. Không đi là được rồi, Mình còn bé mình chưa có sức khỏe. giờ đi đi thì bây giờ bỏ học này, không là sau này về thì cũng chả làm cái gì đâu mà thật sự luôn. Giờ ít nhất phải hết khỏi lớp 9 đúng không? Có bằng. Bây giờ đi thi bằng lái xe mà không không qua, không hết lớp 9 người ta cũng không cho. Nên là tất cả các Nhiều con người đi trẻ được không em bảo là học xong lớp 9 rồi thì đến lớp 7 thì không em bảo là có bằng lớp 9 không mà không có không em bảo là không được. đấy, bây giờ yêu cầu là phải học hết lớp 9 thì mới các bằng đi đúng không? Vâng. Không phải đi giao thông bắt cho. Vâng. Đấy, thì em Trọng cũng vừa mới chia sẻ lại khía cạnh về nhà gia đình của em Nô. Hiện tại em Nô thì bố cũng vừa mới mất, em Nô thì mới từ Sài Gòn trở về, và về thì chị, ông chủ cho 400.000 để đi tiền xe đi lại thôi, ăn uống, với lại là còn giữ giữ nói chung là còn giam tiền em Nô là còn 15 triệu nữa là chưa chưa đưa, là hứa là mai mốt cũng đưa. Mai mốt là đưa cho chú Cai hay là đưa cho anh em hàng xóm của mình? Chú cứ gửi tới nhà, À, gửi tới nhà là gửi gửi bằng tới cái nhà bên đường, cái nhà đường. cái nhà ở chỗ làm sọt kìa, cái nhà chỗ cùng trường nha. Đấy, thế nên là chủ động liên hệ nhé, lâu nhé, bây giờ Ừ. Tết rồi, bà chú ấy bảo thu xếp cho Bây giờ chỉ còn tuần này xong nữa thì không có chuyện đi rồi. Thu xếp cho cháu tiền sớm cho con đi sắm Tết, bây giờ trên Em có ngày Tết mai thứ sáu, thứ bảy thì nghỉ. tuần gì đó, Vâng, các bạn thế là có đi học ngày mai nè. nghỉ Ui giời, thế là bé say là ăn Tết không?
tên của bác lên đây nhé. Tết là nó sẽ lên ngay à? Nên cứ phải ăn bữa cơm trên đây chứ. Dù bác rồi anh Vân nữa, dù Hà với Lai nữa đúng không? Anh ấy ăn cơm bữa cơm Nhớ nó có ấm chuyện cúng. không á, ông là sớm À. nhắn một câu À. mà em có ở nhà thì trong nhà cũ lắm, không có À. cái gì này gõ cửa thì không Nhất là anh Vân ở gần, hai chú ở xíu được. nữa nhé. Có tiền điện anh Hoàng là hết được cho đúng không? Hết rồi, 300 rồi, bây giờ thì ông phải sớm bảo là em bật tuần lệnh cho đồ ở trong thì chỉ làm mất 100. À, tháng 100 hay là cho 100 mình Em cho 300 rồi à. thôi? Lúc em vừa mới em cho 300. Ông bảo sớm bảo là thuyền máy đến Tết. Thoải mái thừa đến Tết đúng không? Nói chung là Ông bây bảo giờ sớm bảo cái tủ lạnh là không được rút ra nhá, là kiểu như là bây giờ thì để đồ chung đấy thì không giúp được. Bật số 1 cho đỡ tốn điện. đấy. Bật số nhỏ thôi, với lại là trong trường hợp mà nó lạnh lạnh đủ thì nó sẽ tự tắt, mà thiếu lạnh nó sẽ bật lại, nó sẽ tự động nhá. Nên là em không cần phải xoay nhiều đâu, xoay nhiều nó mất tốn nhiều tiền điện đấy, số to ấy. Bây Anh giờ chắc Vân thì chỉ là là anh Vân cho số 4 thì ưu anh thì tiền được lắm. anh Vân đại gia rồi. Một tháng thì 300. 300 là với người là nông thôn là khá tốn kém đấy. Thế nên bây giờ là em Trọng cũng xin phép được tạm dừng ở đây thôi. Hiện tại thì em Trọng cũng đã có những câu hỏi phải hỏi đến em Nô, thì em Trọng Nô cũng vừa mới trả lời với các bác cũng biết rồi. Thì là nếu mà buổi tối nào mà không có Nô hay là không có lại, không có em này ra ngủ cùng thì gọi bảo anh Vân là tối nếu mà có người gõ cửa thì nghe điện thoại với nhá. Nghe là Em lúc nào anh về ngồi trên này em một mình thì em sao chỉ nhé. gọi em Lu về ngủ cùng em. Bây giờ anh Vân lại có Hà với dây thì khó, với lợn với lại dê với Bò bò nữa, thế nên là không sang đây ngủ với ấy được, không sang ngủ với say được. Và rồi hiện tại thì lượng video cũng đã khá là dài rồi, em Trọng cũng xin phép được tạm dừng video ở đây thôi. Và xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại tất cả mọi người chào trong chào các những bạn ạ. video mới nhất trên channel Trọng TV. Xin chào và hẹn gặp lại, anh chuẩn bị sang nhà anh ạ.